Welcome to Yes Right Channel. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về cái rational expressions with and like denominators, là các biểu thức hữu tỉ không có cùng một số. Cái mục tiêu thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái at rational expressions and like denominators, là cộng các biểu thức hữu tỉ mà không có cùng một số. Thứ hai là subtract our rational expressions with and like denominators, là trừ các biểu thức hữu tỉ mà không có cùng cái một số. How can rational expressions be used to describe relations? Các biểu thức hữu tỉ có thể được sử dụng như thế nào để mô tả cho cái cuộc bầu cử? The President of the United States is the selected every 4 years, and senators are selected every 6 years. Tổng thống Hoa Kỳ thì được bầu cử cứ mỗi 4 năm một lần, và các thượng nghị sĩ sẽ được bầu vào mỗi 6 năm một lần. A certain senator is selected in 2004, the same year as the presidential election, and is re-elected in the subsequent election. Một cái thượng nghị sĩ nào đó được bầu vào năm 2004 cùng năm với cuộc bầu cử tổng thống và được bầu cử lại ở những cái năm cái nhiệm kỳ tiếp theo. In what years is a senator's re-election in the same year as the presidential election? Thì vào cái năm nào đó thì cái cuộc bầu lại các thượng nghị sĩ đó sẽ cùng năm với cái cuộc bầu cử của tổng thống. Ok, chúng ta qua cái phần tiếp theo, chúng ta nói về at rational expressions, là cộng các biểu thức hữu tỉ. The number of years in which a specific senator's election coincides with the presidential elections is related to the common multiples of 4 and 6. Cái số năm mà một cái cuộc bầu cử của các thượng nghị sĩ nó sẽ trùng với cái bầu cử của tổng thống thì có liên quan đến cái bội số chung của 4 và 6. The least number of years that will pass until the next election for both the specific senators and presidents is the least common multiple of this number. Cái số năm mà nhỏ nhất cho số năm nhỏ nhất qua đi cho đến cái cuộc bầu cử tiếp theo cho cả hai kỳ bầu tổng thống và cái bầu thượng nghị sĩ đó, nó là một cái bội số chung nhỏ nhất của những cái con số này. The least common multiple LCMs is the least numbers that is a common multiple of two or more numbers. Cái bội số chung nhỏ nhất được viết tắt là cái LCM, là một cái con số nhỏ nhất mà nó là cái bội số của hai hay là của nhiều số. Ok, thì có nghĩa là chúng ta thấy là cái phần trên ấy, thì chúng ta thấy là cái thượng nghị sĩ thì nó sẽ bầu 6 năm và tổng thống Mỹ sẽ bầu là 4 năm một lần. Như vậy thì giữa 4 và 5 thì chúng ta sẽ tìm ra cái mẫu số chung nhỏ, đi tìm cái bội số chung nhỏ nhất kiểu 4 và 6, thì chúng ta sẽ lúc bây giờ nó sẽ có một cái thượng nghị sĩ nào đó nó sẽ trùng bầu lại đó, thì nó sẽ trùng với kỳ bầu cử của tổng thống. Rồi chúng ta sẽ xem qua cái ví dụ thứ nhất là LCM of monomials, là cái bội số chung nhỏ nhất của một cái đương thức. Find the LCM of 15 times m squared times b cubed and 18 times m times b square. Ta tìm cái bội số chung nhỏ nhất của cái biểu thức 15m bình phương b3 và 18m b2. Thì chúng ta thấy đây là cái bội số chung của hai cái con số này, là đều là hai cái biểu thức này đều là một cái đương thức. Thì nó cũng giống như cái cách mà chúng ta đi tìm cái bội số chung nhỏ nhất của hai con số. Ở đây là hai cái biểu thức, thì chúng ta cũng làm cái cách tương tự như vậy, bằng cách là đầu tiên thì chúng ta sẽ phân tích nó thành các thừa số nguyên tố.
Thứ nhất là chúng ta find the price factors of its coefficients and variance by expression. Là chúng ta đi tìm các thừa số nguyên tố của mỗi cái hệ số và các biến số của cái biểu thức đó. Thì ở đây ta phân tích thành cái thừa số nguyên tố, ví dụ như 15m²b3 đấy. Thì đầu tiên ta phân tích 15 thì nó sẽ là 5, 3 nhân cho 5. Đây là những con số nguyên tố. Rồi cái m bình phương thì ta phân tích là m nhân m. Và tương tự như B3 thì chúng ta sẽ có B nhân cho B 3 lần. Tương tự như 18m²2 thì chúng ta sẽ phân tích thành những số nguyên tố trước của cái coefficient trước. Tức là số chúng ta sẽ phân tích trước là 2, 3 nhân 3 nhân 3. Rồi m nhân cho B2 thì ta lấy là B nhân cho 2 lần. Yield its prime factor, the greatest number of times it appears in any factorization. Chúng ta sử dụng cái mỗi cái thừa số nguyên tố là cái con số số lần xuất hiện lớn nhất mà nó xuất hiện ở trong cái chỗ mà chúng ta phân tích cái thừa số. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây thì chúng ta có, thì nó làm nó giống y như trường hợp mà chúng ta phân tích thành những cái số nguyên tố đấy. Thì hai cái biểu thức này ta thấy ta lấy cái thừa số chung, ví dụ như đây ta có cái 2 thì nó xuất hiện là nhiều nhất là một lần, thì đương nhiên ta hiểu cái 2 ở trên này nó sẽ là 2 mũ 0, nó sẽ 2 mũ 0 nhân cho 3 nhân cho 5 đấy. Thì 2 mũ 0 thì nó sẽ nhỏ hơn là 2 mũ 1, do đó thì chúng ta sẽ lấy cái thừa số chúng ta là 2. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy 3 này xuất hiện một lần này, 3 xuất hiện một lần, ở đây là 3 xuất hiện hai lần. Đó là thì chúng ta sẽ lấy là cái số lần xuất hiện nhiều nhất thì chúng ta hai lần, đây ta sẽ 3 nhân 3. Rồi ra đây em nó xuất hiện một lần cho cái biểu thức ở biểu thức thứ nhất và cái biểu thức hai xuất hiện một lần, cho đó chúng ta lấy cái số lớn nhất chúng ta là em nhân cho em. Đây chúng ta có em nhân em đây. Ở đây là B xuất hiện 3 lần, đây B xuất hiện 1 lần thì ta lấy B xuất hiện 3 lần đây. Rồi sau đó chúng ta nhân lại với nhau nó sẽ bằng là 90m²b3. Thì ta thấy nó cũng giống như cái trường hợp mà ta phân tích thành các thừa số nguyên tố của các số. Thì ở đây thì chúng ta phân tích là cái biểu thức, phân tích cái biểu thức nguyên tố. Do đó chúng ta làm cũng tương tự như vậy. Nghe thông qua cái ví dụ thứ hai, LCM of polynomials, tức là chúng ta đi tìm cái bội số chung nhỏ nhất của một cái đa thức. Find the LCM of x square plus ax plus 15 and x square plus x minus 6. Chúng ta đi tìm cái bội số chung nhỏ nhất của hai cái đa thức là x bình phương cộng 8x cộng 15 và cái x bình phương cộng x trừ 6. Thì ở đây thì ta sẽ phân tích nó thành các thừa số trước ha. Thì express each polynomial in factored form, tức là chúng ta sẽ biểu diễn cho mỗi cái đa thức ở dạng là thừa số. Thì ở đây thì chúng ta có cái x bình phương cộng 8x là cái biểu thức đa thức thứ nhất chúng ta đấy, là cộng 8x cộng 15. Thì ta sẽ phân tích nó thành thừa số, ở đây nó sẽ có tổng là 8 và tích nó là 15. Như vậy ta sẽ tìm được hai con số là 3 và 5. Thì nó sẽ có tổng là 8 và tích là 15. Như vậy thì chúng ta có thể viết lấy cái dạng là x cộng 3 nhân cho x cộng 5. Tương tự như vậy thì chúng ta có cái biểu thức thứ hai, tức là cái đa thức thứ hai chúng ta là x bình phương cộng x trừ 6. Thì tổng chúng ta sẽ là 1, tích chúng ta là trừ 6. Như vậy chúng ta có hai con số là trừ 2 và cộng 3. Thì ta sẽ phân tích nó là x trừ 2 nhân cho x cộng 3. Yield its factor greatest number of times it appears. Chúng ta sử dụng mỗi cái thừa số mà là những cái con số mà nó lớn nhất, số lần mà lớn nhất nó xuất hiện. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ là LCM. Chúng ta thấy là số lần xuất hiện ở đây có x trừ 2 ở đây. Đây ta có cái x trừ 2 thì nó xuất hiện đây là một lần. Ở phía cái biểu thức trên thì biểu thức thứ nhất thì không có x trừ 2. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một lần là x trừ 2 đây. Còn cái x trừ 3 nó có xuất hiện ở trên cái đa thức thứ nhất và cái ba đa thức thứ hai nó vẫn xuất hiện ở đây. Thì chúng ta sẽ lấy chung nó là cái x cộng 3. Và tương tự như vậy phía trên ta có cái x cộng 5, đây ta ghi đây là x cộng 5. Nhớ đây chúng ta nhắc lại lần nữa đây, nghe cái x trừ 2 đó, cái biểu thức cái đa thức ở trên nó xuất hiện là không có xuất hiện thì có nghĩa là nó
nó sẽ là nhân cho x cộng x trừ 2 chúng ta nhân cho mũ 0. Mà một số cái mũ 0 thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy nó là bằng 1. Như vậy thì có nghĩa là x trừ 2 và x trừ 2, cái đa thức ở phía trên, đa thức thứ nhất thì nó không xuất hiện, có nghĩa là chúng ta sẽ là mũ 0. Khi mũ 0 nó sẽ nhỏ hơn cái x trừ 2 mũ 1, lưu ý thế ha. Rồi như vậy cái LCM chúng ta chính là cái tích số của cái x trừ 2 nhân cho x cộng 3 và nhân cho x cộng 5. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có recall start to add the fractions with and like denominators. You need to rename the fractions using the least common multiple LCMs of denominators known as the least common denominators LCD. Chúng ta cũng phải nhớ rằng khi mà chúng ta cộng những cái phân số mà có không có cùng một số thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải rename, tức là chúng ta sẽ quy đồng, ta cần phải quy đồng cái phân số, quy đồng mẫu số của các phân số, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng đến cái bội số chung nhỏ nhất, viết tắt là cái LCM của các mẫu số. Ở đây là các mẫu số, nó bội số chung của các mẫu số. Do đó thì người ta mới đặt nó cái tên là cái least common denominator, tức là cái mẫu số chung nhỏ nhất, và nó gọi viết tắt nó là cái LCD. Ở đây thì chúng ta cũng nhớ là cái LCD và cái LCM chúng ta nó là giống nhau thôi. Ví dụ như cái LCM ta là người ta cho hai cái biểu thức bất kỳ, rồi chúng ta đi tìm cái bội số chung nhỏ nhất. Còn trường hợp ở đây nó chỉ thẳng luôn là cái bội số chung nhỏ nhất của ở phần mẫu số thì ta gọi là cái mẫu số chung nhỏ nhất. Rồi chúng ta qua cái khái niệm về cái S rational expression. Rồi chúng ta cộng các biểu thức hữu tỉ. Use the following steps to add rational expressions with and like denominators. Chúng ta sử dụng các bước sau đây để cộng các biểu thức hữu tỉ mà không có cùng cái mẫu số chung. Cái step 1 là chúng ta find the LCD, tức là chúng ta sẽ đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất. Cái bước thứ hai là change its rational expression into an equivalent expression with the LCD as the denominator. Là chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ đổi cái biểu thức hữu tỉ, mỗi cái biểu thức hữu tỉ thành một cái biểu thức tương đương mà có cùng cái LCD, tức là nó có cùng cái mẫu số chung nhỏ nhất ở cái phần mẫu số. Rồi qua cái bước thứ ba là adjust with rational expressions with like denominators. Rồi sau đó chúng ta làm cái phép toán cộng tương tự như phép toán cộng của cái biểu thức giống như là trường hợp mà chúng ta cộng cho cái mẫu số chung đó, giống như là các biểu thức có cùng mẫu số. Bước thứ tư là simplify if necessary, tức là chúng ta sau đó chúng ta rút gọn, nếu như trường hợp là cần thiết thì chúng ta sẽ rút gọn. Ta xem cái ví dụ thứ ba là binomials denominators, là các cái mẫu số chúng ta là một cái đơn thức. Thế là ta trường hợp ta cộng, trong trường hợp cái mẫu số ta là một cái đơn thức. Find fractions of a plus 1 and an a plus a fraction of a minus 3 and 3a. Tức là chúng ta đi tìm cái biểu thức là a cộng 1 trên a và a cộng cho a trừ 3 trên 3a. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta phải đi tìm cái LCD, tức là factor x denominators and find the LCD. Tức là chúng ta đặt thừa số cho mỗi cái mẫu số và sau đó chúng ta đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất. Thì chúng ta phân tích đầu tiên thì chúng ta thấy A nó chính là bằng A, còn 3A chính là 3 nhân cho A. Thì theo quy tắc thì chúng ta thấy đây là A nhân cho A thì nó bằng A nhân cho 3 mũ 0 nữa. Như vậy thì chúng ta cái LCD chúng ta chính là 3 mà nhân cho đây là mẫu số chung nên là A nữa đây. Thì nó là 3A. Thì thật sự ra thì chúng ta cũng có thể dễ nhìn dàng nhìn thấy đó, cái mẫu số chung của cái biểu thức thứ hai nó là 3A, cái mẫu số của cái biểu thức thứ hai chúng ta là 3A, còn cái mẫu số của cái biểu thức thứ nhất chúng ta là A.
Như vậy thì để nó giống nhau thì chúng ta sẽ nhân cho mẫu số chúng ta cho 3 và cái tử số chúng ta cũng nhân cho 3 nữa. Thì chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ có chung cái mẫu số chung đây. Vì trong trường hợp ở đây về cái trường hợp tổng quát thì chúng ta sẽ đi tìm trong trường hợp mà tổng quát thì chúng ta sẽ tìm cái LCD. Nhưng mà thực sự ra đó, thì chúng ta áp dụng cho những cái trường hợp phức tạp. Còn chúng ta có thể nhìn ra thì chúng ta có thể nhân tử và mẫu cho cùng một cái số lượng hay là một cái con số thì chúng ta có thể đưa đến cái mẫu số nó sẽ giống nhau. Since the denominator of the a minus 3 over 3a is already 3a, only a plus 1 over a needs to be renamed. Do cái phần mẫu số của cái biểu thức a trừ 3 trên 3a thì nó đã có sẵn 3a rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ cần quy đồng cái mẫu số của cái biểu thức a cộng 1 trên a thôi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhân cho 3 nhân cho a cộng 1 nè. Rồi ở đây thì có nghĩa là ta nhân cho tử và mẫu cho 3a cộng 1. Rồi sau đó chúng ta chỉ làm dùng cái tính phân phối ha. 3 nhân a bằng 3, 3a rồi cộng cho 3. Rồi sau đó chúng ta cộng cho cái phần tử số. Và kết quả chúng ta có 4a trên 3a. Thì ta đơn giản a đi thì kết quả chúng ta còn lại là 4 thirds. Có nghĩa là chúng ta làm 4 phần 3. Chúng ta xem cái ví dụ thứ tư, polynomial denominators. Tức là cái phần mẫu số chúng ta là một cái đa thức. Rồi 5y minus 2 over y square plus 4y plus 4 plus y minus 2 over y plus 2. Tức là chúng ta sẽ đi tìm cái biểu thức, kết quả của biểu thức y trừ do 2 trên y bình phương cộng 4y cộng 4 cộng cho y trừ 2 trên y cộng 2. Thì chuyện đầu tiên thì chúng ta phải đặt cái thừa số cho cái phần mẫu số trước. Thì chúng ta thấy cái y bình phương cộng 4y, tức là chúng ta nhìn cái mẫu số của cái phần số đầu tiên, phần số thứ nhất đó. Thì cái y bình phương cộng cho 4y cộng cho 4 đó thì nó chính là a cộng cho b tất cả bình phương. Như vậy thì chúng ta factor nó lại là y cộng cho 2 tất cả bình phương. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái phần mẫu số của cái biểu thức thứ hai chúng ta là y cộng 2. Như vậy thì chúng ta chỉ cần nhân cho cái phần tử cái biểu thức thứ hai cho cái y cộng 2 thôi, tức là nhân tử cho y cộng 2 rồi nhân mẫu cho chúng ta cũng y cộng 2 nữa. Thì như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ có cùng cái mẫu số là y cộng 2 tất cả bình phương. Rồi chúng ta thấy ở đây thì chúng ta có đây. Ta phân tích nó ra như thế này. Rồi sau đó ta nhân tử và mẫu cho cùng cái y cộng 2 hết. Và ta nhớ là cái y trừ 2 nhân cho y trừ 2 đây, nhân cho y cộng 2 nó chính là y bình phương trừ cho cái 2 bình phương, đó là 4. Và kết quả ta y bình phương trừ cho 4. Phần mẫu số chúng ta dẫn mẫu số chung chúng ta là y cộng 2 tất cả bình phương. Rồi sau đó chúng ta khai triển đây là y bình phương cộng cho y trừ 6. Đây, y bình phương cộng 2 trừ 6. Thì cái kết quả đến đây chúng ta có thể dừng được. Chúng ta không nhất thiết phải cần phải đặt thành cái thừa số nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng có, nếu chúng ta cần thiết thì chúng ta đặt, còn không thôi thì đến đây thì chúng ta có thể là dừng y bình phương cộng cho y trừ 6 trên cái y cộng 2 tất cả bình phương. Nếu chúng ta phân tích tiếp thì chúng ta thấy nó tổng là 1 đấy, và tích chúng ta là trừ 6 thì chúng ta sẽ phân tích nó thành là y trừ 2 nhân cho y cộng 3. Nhưng mà điều đó thì chúng ta cũng không cần thiết, chúng ta phải phân tích. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo là subset rational expressions. Tức là chúng ta sẽ trừ các biểu thức hữu tỉ S with addition to subtract rational expressions with unlike denominators. You must first rename the expression using a common denominator. Cũng giống như cái phép cộng đó, để trừ các phân thức hữu tỉ mà nó có không cùng phần mẫu số thì việc đầu tiên là chúng ta phải quy đồng cái mẫu số của các biểu thức bằng cách là sử dụng đến cái mẫu số chung. Chúng ta xem cái ví dụ thứ năm, binomials in denominators. Rồi cái nhị thức nó ở phần dưới phần mẫu số. 5 4 over 3 is minus 6 minus 8 over
A plus C, tức là chúng ta sẽ đi tìm cái biểu thức là 4 trên 3 A trừ 6 trừ cho A trên A cộng 2. Thì việc đầu tiên thì chúng ta thấy ta sẽ đặt thừa số cho cái mẫu số thứ nhất chúng ta là 3A trừ 6 đó, thì nó chính là 3 nhân cho A trừ 2. Đây ta đặt đây thừa số chung ở đây phần mẫu số của cái biểu thức thứ nhất đó. Rồi nhân cho trừ cho A trên A cộng 2, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái mẫu số chung ta không có. Thì để có được cái mẫu số chung đó thì chúng ta sẽ nhân chéo. Đó là 4 ở đây chúng ta sẽ nhân cho A cộng 2 đây nè. Ta sẽ nhân lên cái phần thừa số trên này. Rồi cái tử số, cái phần tử số của cái biểu thức thứ hai thì ta nhân cho là 3A trừ 2. Rồi ta nhân đây cho 3 trừ 2. Giờ ta lấy hai mẫu số ta nhân lại với nhau. Là hai mẫu số này ta nhân lại với nhau nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có cùng cái mẫu số chung. Đây chúng ta có đây là 4 nhân cho A cộng 2 nè. Rồi trừ cho 3A. Đây là 3A trừ 2. 3A rồi A nhân cho A trừ 2 đây. Và đương nhiên cái mẫu số chung ta lúc bây giờ là 3 nhân cho A trừ 2 nhân cho A cộng 2. Rồi sau đó chúng ta dùng cái phần mẫu số chúng ta lúc bây giờ nó đã giống nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán cộng và trừ ở phần tử số thôi. Thì ở đây ta sẽ nhân cho A, 4 nhân A là 4A nè. Rồi 4 nhân cho 2 là 8 nè. Rồi ta có trừ 3 nhân cho A là trừ 3 bình phương. Rồi đây là trừ trừ nhân trừ thành cộng ha, nó cộng 6A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thu gọn, sau khi ta nhân chúng ta thu gọn thì chúng ta sẽ còn lại là trừ 3A bình phương. Ta viết xuống đây là trừ 3A bình phương nè. Rồi cộng 6A cộng với 4A là 10A. Rồi sau đó chúng ta còn phần tử là 8 ở đây. Thì đến đây thì chúng ta dừng lại là được theo cái biểu thức cuối cùng ta là trừ 3A bình phương cộng 10A cộng cho 8 trên cái mẫu số chung ta là 3 nhân A trừ 2 nhân A cộng 2. Nhưng mà đây thì có người thì ta sẽ muốn cho cái phần tử là A bình phương chúng ta nó là cái số dương đấy, thì chúng ta sẽ đặt cái dấu trừ ra bên ngoài. Do chúng ta đặt cái dấu trừ ra bên ngoài thì cái phần phía bên trong của cái biểu thức chúng ta sẽ đổi dấu. Ví dụ như đây là trừ 3A ta đặt ra bên ngoài rồi nó sẽ còn là 3A bình phương. Rồi cộng cho 10A thì nó trở thành là trừ 10A. Rồi cộng 8 sẽ thành là trừ 8. Ok, ta qua cái phần thứ 6. Ở đây ta có cái phần thứ 6 ở đây. Cái ví dụ thứ 6 ha. Cái polynomials in denominators là cái đa thức ở phía dưới cái phần mẫu số đấy. Cái multiple choice test item là đây là cái bài toán trắc nghiệm, là bài toán đa chọn lựa đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ find x minus 3 over x square plus 4x plus 4 minus x minus 4 over x square minus 4. Thế là chúng ta sẽ phân tích đi tìm cái kết quả của cái biểu thức trừ có hai cái biểu thức này. Tức là hai cái biểu thức hữu tỉ. Thì ở đây chúng ta sẽ làm nhanh trước khi sau đó thì chúng ta sẽ xem cái cách lý giải của cái bài toán này. Đầu tiên thì chúng ta nhìn cái phân số, cái mẫu số của cái phân số thứ nhất đó, cái phân thức thứ nhất là h bình phương cộng 4h cộng cho 4 thì nó chính là cái hằng đẳng thức quan trọng có a cộng b tất cả bình phương. Thì đây ta có thể viết lại là h cộng cho 2 tất cả bình phương. Còn cái h bình phương trừ cho 4 á, thì chúng ta sẽ viết lại là h trừ 2 nhân cho h cộng 2. Thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cái mẫu số chúng ta còn thiếu cái gì. Để cho nó thành cái mẫu số chung á, thì chúng ta sẽ nhân cho cái biểu thức thứ nhất, chúng ta sẽ nhân cho h cộng 2. H cộng 2 thì nó mới trở thành là cái h cộng 2 bình phương. Thế là ta sẽ nhân đây cho cái h cộng 2 nữa đây. Thì nếu mà nhân cho cái mẫu số là cái gì thì chúng ta sẽ nhân cho cái tử số đúng cho cái số đó. Tức là chúng ta sẽ nhân cho cái phần này là h cộng 2 đây. Rồi chúng ta xem cái tử mẫu số của cái bên cái dế bên đây, xin lỗi, cái phần cái biểu thức thứ nhất chúng ta nó sẽ còn thiếu là h trừ 2. Đây là h trừ 2 đây. Thì ta phải nhân cho cái phần tử số chúng ta cũng là h trừ 2 nữa.
nhớ là ta nhân cho mẫu số cái gì thì cái tử số chúng ta sẽ nhân đúng cái đó để sao cho cái biểu thức chúng ta sẽ không thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài toán nhân. Thì chúng ta sẽ có h trừ 2 bình phương, tức là cái phần tử số chúng ta là h trừ 2 nè, tất cả bình phương. Rồi trừ cho h trừ 4 nhân cho h cộng 2. Và cái lúc bây giờ cái mẫu số chung chúng ta sẽ còn lại là h trừ 2 ha. Rồi nhân cho h cộng 2 tất cả bình phương. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhân thôi. Khai triển đầu tiên là chúng ta có cái h bình phương. H bình phương mà trừ bên đây nữa, h bình phương nữa chúng ta là hết nè. Rồi đây chúng ta sẽ có hai lần AB, tức là trừ cho 4h. Thì chúng ta xem cái phía bên tay phải chúng ta là gì? H đây là cộng 2 nè. Rồi đây là trừ trừ 4h. Đây là cộng 2 mà trừ 4h là trừ 2. Trừ 2h mà trừ với trừ chúng ta sẽ là cộng cộng 2h. Cộng 2h mà trừ đây cho là trừ 4h phía trước. Thì nó sẽ còn là trừ 2h. Rồi chúng ta sẽ có đây là 4. Cái biểu thức thứ nhất nó sẽ là 2 bình phương lên là 4. Còn ở đây nó sẽ là trừ 8 nè. Ở đây chúng ta là trừ 8. Trừ 8 là cộng 8. Cộng 8 với lại cộng 4 là cộng 12. Đây là 12. Và phía bên dưới chúng ta sẽ còn là h trừ 2 nhân cho h cộng 2 bình phương. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm xem cái phần tử, cái đáp án nào mà nó giống như chúng ta kết quả chúng ta mới vừa tìm ra đấy. Thì ta chọn ở đây là b là h trừ 2 nhân h cộng 2 trừ 2h cộng 12, đây trừ 2h cộng 12 đây. H trừ 2 nhân cho h cộng 2 ta chọn đây là đáp án b. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đọc xem cái phần bên dưới người ta giải giải thích như thế nào. The expression s minus 2 over s square plus 4s plus 4 minus s minus 4 over s square minus 4 represents the difference of two rational expressions with unlike denominators. Cái biểu thức là h trừ 2 trên h bình phương cộng 4h cộng 4 trừ cho h trừ 4 trên h bình phương trừ 4 đó biểu diễn cho hiệu của cái hai phân thức hữu tỉ mà nó có không cùng một số. Thì chuyện đầu tiên thì người ta sử dụng đây là step 1 đó là factor x denominators and find the LCD. Tức là chúng ta sẽ phân tích cái thừa số cho cái phần các mẫu số, mỗi mẫu số đó. Và sau đó chúng ta đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất. Thì cái mẫu số thứ nhất thì chúng ta sẽ có là h cộng 2 bình phương. Thế cái mẫu thức thứ hai thì chúng ta sẽ có là h cộng 2, tức là h bình phương trừ cho 4 thì ra sao phân tích thành là h cộng 2 nhân h trừ 2. Và từ đó chúng ta đi tìm được cái LCD chúng ta nó chính là h trừ 2 nhân cho h cộng 2 tất cả bình phương. Đây chúng ta tìm đây là cái mẫu số chung nhỏ nhất. Cái bước thứ hai đó change expressional expression into an equivalent expression with the LCD then subtract. Tức là chúng ta sẽ đổi biến đổi cái phân thức hữu tỉ thành một cái phần thức tương đương mà có cùng cái mẫu số chung nhỏ nhất, rồi sau đó chúng ta mới làm bài toán trừ. Như đây thì chúng ta có là chúng ta sẽ nhân cho h trừ 2 đây, h trừ 2 đây, tương tự như vậy chúng ta sẽ h trừ 4 ta nhân cho h trừ 2 đây, nó giống như chúng ta làm cái phần ở trên đấy. Rồi sau đó chúng ta thấy cái mẫu số chung chúng ta là nó có là h cộng 2 tất cả bình phương nhân h trừ 2. Và chúng ta chỉ làm bài toán trừ ở phần tử số thôi. Thì ta khai triển của cái biểu thức thứ nhất là h bình phương trừ cho 4h cộng 4 đây. Khai triển cái biểu thức thứ hai thì chúng ta sẽ h bình phương trừ cho 2h trừ 8. Rồi sau đó chúng ta sẽ gộp lại để chúng ta làm bài toán trừ. Thì kết quả cuối cùng chúng ta sẽ ra là trừ 2h cộng 12 trên h trừ 2 nhân cho h cộng 2 tất cả bình phương. Và đáp án ta sẽ chọn đây là B. Giống như chúng ta làm ở phần phía trên ha. Rồi chúng ta qua cái phần cái test taking chip, tức là mèo để chúng ta làm cái bài kiểm tra.
examined all other answers choices carefully. Chúng ta sẽ kiểm tra tất cả những cái câu trả lời một cách cẩn thận. Look for difference in the operations, positives, negative signs, and exponents. Là chúng ta đi tìm cái sự khác biệt nào đó ở trong tìm sự khác nhau ở trong cái toán tử, tức là cộng trừ nhân chia chúng ta đấy, rồi cái dấu âm, dấu dương và ngay cả đến cái số mũ. Đại khái là một cái study tip ở đây thì người ta nhắc nhở chúng ta khi mà chúng ta làm ra được kết quả thì chúng ta cũng phải kiểm tra cẩn thận, tức là chúng ta kiểm tra cẩn thận những cái đáp án, nhất là những cái số về cái số âm, số dương và số mũ ha, rồi ngay cả những cái toán tử cộng trừ nhân chia. Ok, chúng ta chấm dứt cái phần lý thuyết ở đây. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai là check for understanding, đó là kiểm tra tính hiểu bài. Ok, chúng ta có cái câu thứ nhất. Describe how to find the LCDs of two rational expressions with unlike denominators. Chúng ta sẽ mô tả cái cách thức mà để đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất của hai cái phân thức hữu tỉ mà không có cùng một số. Lưu ý là người ta chỉ yêu cầu chúng ta mô tả hay là nêu ra cái cách thức mà để đi tìm cái LCD thôi, chứ chúng ta không có phải là tính toán. Nhớ là chúng ta chỉ nêu ra thôi. Thì ta biết là để đi tìm cái LCD, tức là đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta là phải là factor x denominator, tức là chúng ta sẽ phân tích thành cái thừa số của mỗi cái mẫu số. Rồi cái bước thứ hai là gì? Là determine the least common multiple or the factors of the denominators. Tức là chúng ta phải xác định được cái bộ số chung nhỏ nhất của những cái phân tích thừa số của cái mỗi cái mẫu số. À, có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất. Tức là chúng ta sẽ có hai bước. Rồi ta xem cái bài số 2 là explain how to rename rational expression uses their LCD. Chúng ta giải thích cái cách thức mà chúng ta quy đồng cái biểu thức hữu tỉ đó, quy đồng mẫu số của cái biểu thức hữu tỉ bằng cách là sử dụng cái mẫu số chung nhỏ nhất. Ở đây người ta cũng yêu cầu chúng ta giải thích thôi. Thì để giải thích thì chúng ta cũng sẽ đi qua hai bước. Cái bước thứ nhất là chúng ta factor x denominators then find the LCD. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích thành cái thừa số của cái các mỗi cái mẫu số, rồi sau đó chúng ta mới đi tìm ra cái LCD, tức là cái mẫu số chung nhỏ nhất. Cái bước thứ hai thì chúng ta có thể là nhân cho tử số và mẫu số chúng ta cho cùng một cái số lượng. Ví dụ như ta multiply the denominators and numerator so each rational expression by the same quantity such that they have the same LCD. Tức là chúng ta sẽ nhân tử và mẫu cho chúng ta cùng một cái đại lượng để sao cho cái phần mẫu số chung chúng ta sẽ có cùng một cái mẫu số chung. Nghe chúng ta mô tả cái cách làm thôi. Rồi cái câu số 3 là cái open-ended. Give an example of two rational expressions in which the LCD is equal to twice the denominators of one of the expressions. Là chúng ta cho một cái ví dụ của cái hai phân thức hữu tỉ mà trong đó cái mẫu số chung nhỏ nhất nó sẽ bằng hai lần cái mẫu số, tức là cái mẫu số chung nhỏ nhất của cái phân thức này thì bằng hai lần cái mẫu số chung của cái phân thức kia. Thì chúng ta cứ cho đại một cái phân thức nào cũng được. Ví dụ như chúng ta có đây là x cộng cho 1 đi. Rồi chia cái phân thức này là x. Thì cái phân thức thứ hai thì chúng ta sẽ có là cái số 1. Thử số là cái gì cũng được ha. Ở dưới nó là 2x. 2x. Rồi ok.
Rồi tiếp theo chúng ta find the LCD for its pair of expressions. Chúng ta đi tìm cái mẫu số chung nhỏ nhất của các cặp biểu thức sau đây. Ở đây chúng ta có cái câu số 4 thì chúng ta biết là chúng ta sẽ phân tích thành cái thừa số nguyên tố cho cái hai biểu thức này. Ví dụ như đây là 5 và 7 thì chúng ta nó đều là cái số nguyên tố hết rồi. Như vậy cái LCM chúng ta là nó sẽ bằng bao nhiêu? LCM thì nó sẽ LCM chúng ta sẽ bằng là 5 nhân cho 7 thì chúng ta sẽ là 35. Rồi đây ta lấy cái A bình phương là cái lớn nhất, đây chúng ta sẽ là A square, như LCM chúng ta là 35 A square, tức là 35 A square. Rồi chúng ta có câu số 5 nè. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt cái thừa số cho cái phần thức thứ nhất, nó sẽ là 2 đem ra ngoài thì nó sẽ là x trừ cho 2. Còn phần thức thứ hai thì chúng ta sẽ đem ra ngoài là 3 nhân cho x trừ 2 đây. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái LCM, tức là bộ số chung nhỏ nhất chúng ta sẽ là, đây là 2, 2 nhân 3 chúng ta sẽ là 6, 2 nhân 3 là 6 nè. Rồi cái x trừ 2, x trừ 2 là chung rồi, x trừ 2. Tương tự như cái câu số 6. Thì cái phần thức thứ nhất thì chúng ta có biểu thức thứ nhất, chúng ta là n bình phương cộng 3n là trừ 4. Thì chúng ta sẽ phân tích thành cái thừa số, chúng ta sẽ là, đây là con nó có tổng là 3 nhưng mà tích là trừ 4. Như vậy hai con số chúng ta có thể tìm được là số 4 và trừ 1, đúng không? 4 và trừ 1. Như vậy ta phân tích là n là trừ 1 nè, nhân cho n là cộng 4. Rồi, có tổng là 3 nhưng mà tích là trừ 4. Như vậy số thứ hai thì chúng ta là n là trừ 1 bình phương. Như vậy thì chúng ta có thể có cái LCM của nó nè. Thì cái n là trừ 1 thì chúng ta có là n là trừ 1 bình phương này, nhưng mà đây là có n là cùng 4. Như vậy thì chúng ta có là n là cùng 4 nhân cho n trừ 1 bình phương, nó chính là cái LCM của nó. Rồi tiếp theo chúng ta find xong, ta đi tìm cái mỗi cái tổng phía bên dưới là 6 nhân cho 5x, 6 chia cho 5x và 7 chia cho 10x bình phương. Như vậy cái phần tử thứ nhất chúng ta sẽ chia nhân cho 2, 2x ở trên dưới chúng ta nhân cho 2x, 2x nhân nó mới trở thành là 10x bình phương. Ở dưới mà nhân cho 2x thì trên chúng ta vẫn nhân cho 2x. Như vậy thì cái phân thức này chúng ta sẽ trở thành là 12x cộng cho 7 và bên dưới nó là 10x bình phương ha. Ok, ta qua cái câu số 8 thì ta thấy cái phần cái mẫu số của chúng ta đấy là cái a trừ 4 và mẫu số thứ hai là a cộng 4, nhưng nó không có cùng mẫu số, do đó chúng ta sẽ nhân chéo a nhân cho a cộng 4 nè, thì chúng ta sẽ bằng là a bình phương cộng cho 4a. Rồi cái a trừ 4 ta nhân chéo lên đây, nhân chéo như vậy thì chúng ta sẽ có là cộng cho 4a, cộng cho 4a trừ cho 16 nè, tất cả chia cho là a trừ 4 nhân a cộng 4. Thì ta có thể viết nó lại là cái a bình phương đi, trừ cho 16 cũng được, a bình phương trừ cho 16. Rồi chúng ta xem nó sẽ bằng bao nhiêu, ta có thể viết ra đây. Tử số chúng ta đơn giản đi, nó a bình phương cộng 8a, a bình phương cộng 8a trừ cho 16. A bình phương cộng 8a trừ 16. Đúng rồi, 16 tất cả chia cho là a bình phương trừ 16. Rồi, xong rồi. Ta đã qua cái câu số 9 nè.
Đầu tiên thì ta phát tờ cái y bình phương trừ 25 thì chúng ta sẽ viết ra là y trừ cho 5, nhân cho y cộng 5 nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái biểu thức thứ hai chúng ta sẽ thiếu đi cái y cộng 5. Như vậy thì cái biểu thức này ta sẽ nhân cho y cộng 5 nữa, nhờ chia cho y cộng 5. Như vậy thì lúc bây giờ cái biểu thức chúng ta sẽ có là nó giống nhau, cái phần mẫu số chúng ta sẽ có mẫu số chung đó. Rồi ta sẽ có là ta nhân thẳng vô luôn ha, y cộng 5 bình phương thì chúng ta sẽ có cái y bình phương này. Rồi cộng cho hai lần AB. 2 lần AB là 10, 10 cộng cho 2 là 12. 12y. Rồi cộng cho cái 25, tức là 5 bình phương ta là 25. Tất cả chia cho là y trừ 5 nhân cho y cộng 5. Ok, ta qua cái câu số 10. Tương tự như vậy thì chúng ta có cái mẫu số của cái phân thức thứ nhất chúng ta là a bình phương cộng 4a cộng 3 đó. Thì ta sẽ phân tích nó thành cái thừa số nguyên tố. Thì cái thừa số nguyên tố chúng ta có tổng nó là 4 nè. Nhớ là nó tổng là 4 nhưng mà tích nó là 3. Rồi phân tích ra không được rồi. Bốn và ba là không được rồi ha. À, được chứ, cái phần a bình phương cộng 4 a cộng 3 thì tổng là 4 mà tích là 3, tức là chúng ta sẽ có 1 và 3. Thế là a cộng 1 nhân cho a cộng 3 nè. A cộng 1 nhân cho a cộng 3. Như vậy thì cái phần mẫu số của cái biểu thức thứ hai đó thì nó sẽ thiếu đi cái a cộng 1. Như vậy thì chúng ta sẽ có là a cộng 2, tức là chúng ta có đây là a cộng 2 mà nhân cho lỗi cái a cộng 2 ha, của cái biểu thức nhất cộng cho 6 nhân cho a cộng 1. Rồi cái mẫu số chung chúng ta lúc bây giờ nó sẽ là a bình phương cộng 4a cộng 3. Hay nói cách khác là chúng ta có a cộng 1 nhân a cộng 3 đó. Đây là chúng ta có a cộng 1 nhân cho a cộng 3 nè. Rồi chúng ta có thể viết lại cái biểu thức này. Ở đây là 6a cộng 1 là 7a. Rồi đây là 2, ta cộng với 6 nó là cộng 8. Tức là 7a cộng cho 8. Rồi mẫu số ta lúc bây giờ nó là a cộng 1 nhân cho a cộng 3. Ok. Rồi phần tiếp theo là find its difference. Ta đi tìm hiểu của các phần thức như các phần thức bên dưới. Thì ta có cái câu số 11. 11 thì chúng ta thấy là cái mẫu số ở đây nó là 6 w square, tức là 6 cái vế kép bình phương, ở đây là 4 vế kép đấy. Thì cái chuyện đầu tiên thì chúng ta sẽ đơn giản trước. Ở đây là 3z. Thì ta đơn giản đây, nó sẽ còn lại là 2 w. Như vậy thì cái phân thức thứ nhất á, thì chúng ta sẽ nhân cho 2. Như vậy thì trên đó là 2z. Tức là 2z ha. Thì bên dưới nó sẽ là 4z square. Rồi ở trên này để có được cái z square đấy thì nó sẽ là nhân cho phần tử tử số đó là w ha, tức là z nhân cho w. Thì cái mẫu số chung chúng ta sẽ không đổi, ở đây nó là 4w square. Ok. Ta có cái câu số 12. Thì ta phân tích cái thừa số cho cái phần mẫu số của cái biểu thức thứ nhất, ta đặt nó là 2 nhân cho a cộng 3.
Thì cái mẫu số chúng ta vẫn là A cộng 3, nhưng mà đây nó còn 2 đây, thì chúng ta sẽ đơn giản với 2 đây, thì trên nó còn lại là 2A. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có A trừ 3. Về kết quả nó, cái tử số nó là A trừ 3 nè, chia cho cái A cộng 3. Đó là ta có A trừ 3 nhân A cộng 3. Ta xin lỗi, 2A trừ 3 nhé, trên nó còn số 2 nữa, là 2A trừ 3 nhân A cộng 3. Rồi ta qua cái câu số 13. Thì ở đây thì chúng ta cái mẫu số của cái phân thức thứ nhất thì ta sẽ đặt thừa số của này, tức là B trừ cho 4 nhân cho B cộng 4 nè. Như vậy thì cái mẫu số thứ hai đó nó là B trừ 4, như vậy nó sẽ thiếu là B cộng 4. Như vậy ta nhân cho tử số cho B cộng 4. Như vậy thì nó sẽ trừ cho B cộng 4, B trừ B sẽ hết là 8 trừ cho 4 thì nó sẽ là 12, trừ đi 4 là sẽ là 12 thôi. Tức là phía tử số chúng ta sẽ là B cộng 8 nè, trừ cho B trừ 4. Tức là B cộng 4 sẽ là trừ cho B trừ 4. Như vậy thì nó sẽ là 8 trừ 4, nó còn lại 4 thôi ha. Ở trên nó còn lại là 4. Và phần mẫu số chúng ta sẽ là B bình phương trừ 16. Kết quả nó là 4 trên B bình phương trừ 16. Rồi ta qua cái câu số 14. Thì cái phần mẫu số của cái phân thức thứ hai chúng ta là x bình phương cộng cho 3x trừ 10. Như vậy thì nó sẽ có tổng là 3, nhưng mà tích nó sẽ là trừ 10. Tổng trừ 3 x, tích nó là trừ trừ 10. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra được hai cái số ha. Số nó là 5, 5 và trừ 2. Đây chúng ta sẽ phân tích nó là x cộng cho 5 nè, nhân cho cái x trừ 2. Đây, tổng nó sẽ là 3 và tích nó trừ 10. Như vậy thì cái phần x trừ 2 này chúng ta có nè, ở phần cái giấy đầu á, tức là cái phân thức đầu chúng ta có cái mẫu số là x trừ 2, như vậy nó thiếu x cộng 5. Như vậy ta nhân cho cái x cộng 5 nữa, x mà nhân cho x cộng 5 thì nó sẽ là x square nè, rồi nhân cho x cộng 5 đây là 5x, rồi ta trừ đi cho 3. Rồi ở phía phần mẫu số chúng ta lúc bây giờ nó sẽ còn lại là x cộng 5 nhân cho x trừ 2. Ok, ta qua cái câu số 15 là chúng ta đi tìm cái biểu thức kết quả của biểu thức y trên y bình phương cộng 7, 7y cộng 12, rồi cộng cho cái y cộng 2 trên y cộng 4. Và chúng ta sẽ chọn trong bốn cái đáp án bên dưới. Thì chuyện đầu tiên thì chúng ta vẫn làm là phân tích cái thừa số cho cái phần mẫu số của cái biểu thức thứ nhất là y bình phương cộng cho 7y cộng cho 12. Tức là chúng ta có tổng là 7 mà tích chúng ta là 12. Như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ở đây nó sẽ là x trừ cộng cho 4 nè, nhân cho x cộng 3. Thì nó mới có tổng là 7 và tích là 12. X cộng 4 thì chúng ta có rồi. Như vậy cái biểu thức thứ hai chúng ta sẽ nhân tử cho cái x cộng 3. Đó là cái biểu thức thứ hai thì chúng ta sẽ nhân cho cái x cộng 3 ha. Y cộng 3, ở đây là y chứ không phải x nha. Y. Như vậy thì chúng ta sẽ nhân cho y cộng 3 phía trên tử số. Và mẫu số chúng ta cũng phải nhân cho y cộng 3 nữa. Rồi, chúng ta xem cái kết quả cái phần tử số chúng ta là bao nhiêu. Đây nó là 2y nè. Rồi phần này là cộng y bình phương hay cộng y bình. Rồi y 3y 2y là 5y. Cộng cho 5y nè. Rồi cộng cho 6.
mẫu số chúng ta dẫn về ha, nó là y cộng 4 nhân cho y cộng 3. Rồi ta rút gọn cái biểu thức trên thì nó sẽ còn phần tử số, nó là y bình phương 5 y với 2 y là 7 y, giờ cộng cho 6, giờ mẫu số chúng ta là y cộng 4 nhân cho y cộng 3. Ok, rồi ta xem cái phần nào nó đúng, là y bình phương cộng 7 y, y bình phương cộng 7 y cộng 6 nè, y bình phương cộng trên y cộng 4 nhân y cộng 3, đáp án ta sẽ là C. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần đầu của bài học để chúng ta sẽ ôn lại cái bài học hôm nay. Ok, cái mục tiêu của bài học hôm nay thì chúng ta chỉ có là cộng và trừ, cộng hoặc là trừ các biểu thức hữu tỉ, các phân thức hữu tỉ đó mà có không cùng cái mẫu số. Như vậy thì cái việc mà chúng ta muốn cộng và trừ cho một cái phân thức mà không cùng mẫu số thì bằng cách là chúng ta sẽ đưa sao cho nó về cái dạng cả hai này, chúng ta sẽ đưa về dạng là like denominator. Tức là chúng ta phải đưa nó về được cái dạng like denominator. Thế bây giờ để đưa nó được cái dạng là có cùng mẫu số giống nhau, tức là có cùng mẫu số đó, thì bằng cách là chúng ta phải là quy đồng nữa, thì bằng cách là rename nữa, tức là chúng ta quy đồng cái mẫu số. Mà để quy đồng được cái mẫu số thì chúng ta phải là factor, tức là chúng ta phân tích nó thành các thừa số nguyên tố, là chúng ta sẽ factor. Thì ta có hai cái dạng là factor, là cho giống như trường hợp chúng ta nếu là một cái biểu thức bậc hai hay là một cái đa thức thì chúng ta có thể là đặt thành cái thừa số. Còn trường hợp các đơn thức ấy, thì chúng ta sẽ phân tích nó thành các thừa số nguyên tố. Nó là giống như chúng ta làm cái thừa số nguyên tố. Sau khi chúng ta factor rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái mẫu số chung nhỏ nhất, thì ta gọi nó là cái LCM. Nó là Least Common Denominator, tức là LCD luôn, tức là denominator, tức là đi tìm cái LCD. Rồi sau khi chúng ta tìm được cái LCD rồi đó thì chúng ta chỉ cần cộng hay là trừ cái phần tử số thôi. Cái mẫu số thì chúng ta sẽ giữ giữ nguyên, tức là chúng ta sẽ giữ cái mẫu số chung. Rồi cái bài học hôm nay thì cái phần vocabulary chúng ta sẽ có hai hai từ. Nó là cái least common multiple, rồi viết tắt nó là cái LCM. Tức là cái bội số chung nhỏ nhất. Thì là chúng ta như chúng ta giải thích rồi, chúng ta phân tích thành các thừa số nguyên tố trong trường hợp nó là một cái monomial, tức là nó một cái đơn thức. Còn trường hợp nó là một cái polynomial, tức là một cái đa thức, thì chúng ta sẽ phân tích nó thành những cái thừa số, tức là factor các thừa số. Nhất là trường hợp của cái phân thức bậc hai đó thì chúng ta sẽ phân tích nó thành cái LCM. Rồi chúng ta có cái từ thứ hai là least common denominator. Nó là cái mẫu số chung nhỏ nhất, thì ta viết tắt nó là cái LCD. Nó là cái mẫu số chung nhỏ nhất. Thì cái mẫu số chung nhỏ nhất thì chúng ta nó giống như cái LCM thôi. Thì LCM nó chính là cái hai cái biểu thức người ta cho trước, thì chúng ta sẽ phân nó thành bội số chung nhỏ nhất. Còn trong trường hợp ở đây chúng ta có một cái phân thức, thì trong cái phân thức để chúng ta cộng trừ nhân chia được thì cái phân thức đó nó phải có cùng cái LCD, hay nói cách khác nó phải có cùng cái mẫu số chung nhỏ nhất. Rồi chúng ta chỉ còn cái phần cộng cho cái phần tử số thôi, hay là trừ cho cái phần tử số. Thì về thực chất thì cái LCM và cái LCD chúng ta là một thôi. Rồi cái bài học hôm nay thì chúng ta đến đây là hết. Và hẹn gặp lại các em trong cái bài học tiếp theo. Thân ái chào các em.